Liên quan đến vụ việc hai mẹ con ở Tiền Giang tử vong nghi bị đầu độc trong sữa, tối ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nam thiếu niên 14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 10, cụ bà 83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phát hiện con ruột là ông Y, 45 tuổi, nằm chết trên giường. Đến 22 giờ cùng ngày, sau khi uống sữa được 5 phút, cụ bà có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 10, người con trai, 55 tuổi, của cụ bà đến phụ đám tang. Tại đây, ông cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Sau đó ông này được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng rất nặng, tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim, thở máy và phải lọc máu hấp phụ. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định và xuất viện về gia đình. Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con trai ruột ông Y là Quy có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân nên Quy và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Quy bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2 đến 3 năm gần đây, buổi tối Quy về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ông Y thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quy kêu cha bỏ rượu thì bị ông la mắng nên Quy nảy sinh ý định giết cha. Ngày 13 tháng 10, Quy quen biết một người có thuốc bã chó nên cùng em ruột đến xin thuốc và nói để thuốc chó hoang. Sau đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, Quy lấy thuốc bỏ vào hộp sữa mà cha và bà nội hay uống. Đến sáng hôm sau, Quy đi làm như thường lệ thì nghe tin cha đã chết,